Chỉ với 200.000 chúng ta đã sở hữu một lọ keo liền sẹo số 1 Nhật Bản. Rất hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Hôm nay Bonsai Quý Khôi giới thiệu đến quý vị và các bạn là một sản phẩm keo liền sẹo số 1 của Nhật Bản. Sản phẩm mình đã sử dụng trong một khoảng thời gian khá là dài, cộng với có khá là nhiều anh em đã sử dụng rồi và đã được kiểm chứng về độ hiệu quả, đặc biệt là với xanh si đa đề và các loại thân gỗ nguyệt quế. Đấy, kể cả linh sam. Đấy, đều rất là hiệu quả. Đấy, thì hôm nay mình sẽ bổ sung thêm một số những cái ví dụ để quý vị và các bạn có thể là quan sát một cách dễ dàng hơn. Thì đây là một cây xanh bonsai mình đang nuôi, và lúc trước nó có một cái sẹo rất là to này, sẹo củ ngọn này. Sẹo này lúc trước là nó to bằng đường kính, nó to hơn cổ tay của mình. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại quý vị có thể nhìn thấy này. Đây, viên sẹo bo mà nó chỉ còn to hơn ngón tay cái một tí thôi. Này quý vị này. Đây nhá. Đấy. Bo viên sẹo hết rồi. Đấy, và nó còn nu lên, thì đây là cái chỗ mà nó thấp nhất mà nó bị đọng. Cho nên là nó mình không để ý, cho nên nó đọng lại cái keo và nó lại còn gồ hơn bình thường. Đấy, chỗ này có thể là sau này mình không thích thì mình có thể mình đục bớt đi. Đấy, còn nó sẽ bo khoảng độ sau chỉ chắc là chỉ độ tầm độ 2 tháng nữa thì nó sẽ bo hết cái sẹo này. Và không cần bôi thì nữa quý vị nhá. Đấy, chỉ bôi duy nhất một lần với những cái sẹo bằng cổ tay. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn nhanh hơn thì hoàn toàn có thể là bôi nhắc lại. Đấy. Tuy nhiên là chỗ nào nó đã bo tốt rồi như này thì không nên bôi nữa. Mình chỉ bôi những cái chỗ, ví dụ như là chỗ viền này. Đấy. Viền này nó đắp bo nhẹ nhàng hơn thì mình bôi ở đây. Đấy. Đây là cái chỗ mà nó đã bo tương đối rồi. Đây này, quý vị này. Đấy, nó bo từ trước là nó mép này lấn vào đây. Đấy, thực sự nó rất là hiệu quả. Thế thì chỉ với 200.000 chúng ta đã có một cái công cụ, một lọ keo liền sẹo Nhật Bản 25ml để chúng ta chế tác bonsai một cách nhanh hơn. Đấy. Thì với những cây mà nó sẹo nó to mà nó, nếu mà để mà nuôi những cái mầm thở nó cũng tốn quá nhiều diện tích, như nhà mình chẳng hạn. Nhà mình rất là chặt như này. Thì mình dùng keo liền sẹo của Nhật Bản thì là cái phương án là hay nhất rồi. Đấy. Đấy, nhà mình chặt như này, nếu mà mình cứ cây nào cũng để tốt um thì thực sự là nó không có không gian để phát triển. Đây. Một cây nữa này. Đây quý vị có thể thấy nhá. Đấy, cái vết sẹo này nó rất là to dọc theo thân. Đấy, nếu mà mình không có dùng keo liền sẹo của Nhật thì nó sẽ khả năng là nó sẽ có khi chục năm mà hơn nó mới bo được. Thế nhưng dùng keo liền sẹo Nhật quý vị có thể thấy nó bo viền hết rồi. Đây này. Đấy. Đây là những cái chiếc rễ mình đút vào đây để cho nó sau này nó sẹo nó sẽ nuốt luôn cái rễ. Đấy, bo cực tốt luôn. Đấy, ngoài ra mình cũng có rất là nhiều những hình ảnh từ trước của cây si này này. Đây là hiện tại nó đang tốt lá đây. Đấy. Thì mình sẽ mời quý vị và các bạn cùng ngắm những cái hình ảnh lúc cây không có lá nhé, để mình quan sát dễ hơn này. Đấy, thế thì đến hiện tại là cây, khi mà cây có lá này, quý vị có thể thấy này, những cái vết sẹo nó đang dần đồng màu dần với cái màu da của cây. Đấy. Đây là sẹo nó bo từ chỗ này, ngấn này này. Về đây. Đấy, và nó đồng màu dần. Như cái sẹo này sắp mít rồi. Sắp mít hẳn. Đó. Thực sự nó rất là tuyệt vời. Đấy, và tất cả những cái cây mà sẹo nó cứng đầu thì mình đều sẽ sử dụng, ví dụ như những cây như này. Đấy, có rất là nhiều sẹo trên thân. Đấy, thì mình cũng sẽ đều sử dụng cả.
Đấy, thế thì hôm nay mình xin phép kết thúc video tại đây. Đấy, và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Nếu quý vị nào mà muốn sử dụng keo liền sẹo Nhật Bản thì có thể liên hệ với mình qua số hotline 0812246686 hoặc là số 0987431180. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị cùng các bạn. Xin chào.